Bài toán tìm ít. Hãy giải bài toán này và chọn đáp án đúng trong vòng 5 giây. Thời gian đếm ngược bắt đầu. Bạn đã giải được chưa? Hãy cùng xem cách giải nha. Đây là dạng toán A nhân B bằng 0. Thoạt nhìn ta có thể tưởng rằng đây là một bài toán khó, nhưng thực chất đây lại là một dạng toán cực kỳ dễ. Khi ta có hai số bất kỳ nhân nhau bằng 0 thì ít nhất một trong hai số phải là số 0, hoặc là cả hai số đều là 0. Như vậy, để giải bài toán này, ta sẽ cho x trừ 3 bằng 0 hoặc x cộng 7 bằng 0. Giải x trừ 3 bằng 0, ta sẽ được đáp số x bằng 3. Và giải x cộng 7 bằng 0, ta sẽ được đáp số x bằng trừ 7. Vậy, đáp án của bài toán này là x bằng 3 hoặc x bằng trừ 7. Các bạn có giải đúng không? Hãy comment cho StudyCare Education được biết nha. Đây là bài toán được trích từ quyển Bài tập phát triển năng lực môn toán lớp 6 tập 1 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn. Hãy đặt tim, lượt video và follow StudyCare Education để xem thêm những video thú vị khác về học thuật nha.